trên địa bàn. Tinh không kém phần quan trọng, sau những năm phục vụ đoàn 117 đã có rất là nhiều những ân nhân ủng hộ và trên mặt tinh thần và cũng như là vẫn lẫn vật chất. Nhất là điển hình là những gương mặt quen thuộc và yêu mến của ban phụ huynh và trợ tá. Và bây giờ đoàn thiếu nhi đang nhận đơn application để vô trong đoàn, để làm lại được không vậy em?